chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đại sứ Hùng Ba vui mừng cho rằng với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hai đảng, hai nước chưa bao giờ đạt đến mức độ sâu sắc, toàn diện và thực chất như hiện nay. Cùng với đó, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên, hình thức linh hoạt, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, tăng trưởng ổn định, kết nối chiến lược phát triển, kết nối giao thông, hợp tác về cơ sở hạ tầng chiến lược được thúc đẩy, hợp tác du lịch từng bước được phục hồi, giao lưu hữu nghị và hợp tác địa phương được tăng cường. Về phương hướng thúc đẩy hợp tác thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, nhất là hai bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc đạt được trong các chuyến thăm gần đây của hai đồng chí Tổng Bí thư. Hai bên tích cực thúc đẩy và thu xếp tốt các hoạt động tiếp xúc cấp cao và giao lưu trên các cấp, các kênh, phối hợp tổ chức tốt phiên họp lần thứ 16 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Thúc đẩy hợp tác xây dựng một số tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn ở khu vực phía Bắc Việt Nam kết nối với Trung Quốc. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam, tăng cường những dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, lĩnh vực mới tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án viện trợ không hoàn lại dành cho Việt Nam. Hôm qua, đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi làm việc tập trung về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc tổng kết thực tiễn, lý luận để nhìn thẳng thực tế khách quan, khoa học, toàn diện, sâu sắc và đúng tầm nhìn chiến lược, đồng thời khẳng định giá trị lịch sử trên từng lĩnh vực, đó là trách nhiệm chung. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu, vì vậy Đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết và triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố rất chủ động. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều kế hoạch, đạt được nhiều kết quả. Do vậy, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị đoàn khảo sát nghiên cứu sâu nội dung này để nhân rộng trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng gợi mở để buổi làm việc nghiên cứu, trao đổi, đánh giá sâu về phát triển giáo dục, đào tạo và văn hóa, vấn đề công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đặc biệt đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Những thành tựu này đã khẳng định được vai trò, vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội hàng đầu của cả nước. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy các lợi thế, tiềm năng phát triển. Trong đó, cần tận dụng, khai thác thật tốt, có hiệu quả, cơ chế đặc thù mà Trung ương đã dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển với tinh thần, vì cả nước, cùng cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò là đầu tàu, động lực, trung tâm kết nối kinh tế của vùng. Đồng thời khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng đô thị, môi trường đô thị, giải tỏa sức ép về dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Song song đó, hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, xây dựng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đảng bộ tiêu biểu của cả nước, xứng danh thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những ý kiến của Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình chuẩn bị thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang triển khai thực hiện 5 dự án ODA với tổng vốn đầu tư là 114.529 tỷ đồng.
trong đó vốn ODA là 95.541 tỷ đồng, vốn đối ứng là 18.988 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã giao năm 2024, vốn ODA là 5.372,279 tỷ đồng, vốn đối ứng là 1.084 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân 6 tháng đầu năm 2024, vốn vay ODA là 711,162 tỷ đồng, đạt 13,24%. Vốn đối ứng là 220,207 tỷ đồng, đạt 20,3% so với kế hoạch vốn được giao. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của một số dự án chưa cao, một phần nguyên nhân liên quan đến quy trình thủ tục. Ngoài ra, các dự án ODA tại thành phố gặp một số khó khăn vướng mắc đối với thẩm quyền giải quyết của bộ ngành trung ương. Thưa quý vị, làm sao để giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh nhưng đồng thời cũng phải đầu tư thêm cho logistics xanh để giảm phát thải? Đó là câu hỏi lớn được thảo luận tại hội thảo Logistics Xanh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu đồng bằng sông Cửu Long do Sở Công Thương tỉnh Cần Thơ và Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam Asia Vanza tổ chức chiều qua. Với vị trí địa lý đặc trưng nhiều sông ngòi, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế để phát triển Logistics Xanh. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư ra sao hay quy trình xanh hóa như thế nào để hiệu quả vẫn là những câu hỏi mà các doanh nghiệp đang loay hoay để tìm câu trả lời. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp cụ thể về Logistics Xanh, bao gồm việc sử dụng năng lượng tái tạo, cải tiến công nghệ vận chuyển và kho bãi, đồng thời chỉ ra Logistics Xanh đòi hỏi những thay đổi sâu rộng trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đặc biệt phải bắt đầu từ thay đổi tư duy. Cái việc mà chúng ta chọn những tiêu Logistics Xanh, mặc dù giá thành chúng ta cao, ngược lại chúng ta được giảm thuế, thì cuối cùng bài toán bù trừ chúng ta cũng đạt là hiệu ứng của toàn cầu. Và khi chúng ta chọn tiêu Logistics Xanh ngay từ đầu, thì họ sẽ là đối tác lâu dài, bền vững. Các doanh nghiệp hiện nay thì cũng phải áp dụng những cái hệ thống quản trị xanh. Ví dụ như là phải bắt đầu tìm hiểu những cái chính chỉ, những cái yêu cầu của những cái khách hàng của mình trong cái việc mà xuất khẩu hàng hóa. Ví dụ như ESG là một trong những cái tín chỉ cần thiết trong cái việc mà quản trị doanh nghiệp. Còn cái phần thứ hai là về cái phần mà về hạ tầng. Hạ tầng thì các doanh nghiệp có thể chọn lựa những cái phương tiện, những cái đối tác mà có thể là góp phần trong cái việc mà xanh hóa của mình. Ví dụ như là sử dụng những nguồn năng lượng xanh. Cái khái niệm mới bây giờ về quản trị đó, của doanh nghiệp nó có cái gọi là ESG, tức là E là ecology, tức là môi trường. Rồi S là social, tức là trách nhiệm xã hội. Và G là governance, tức là quản trị doanh nghiệp. Đấy, tức là cái môi trường, rồi vấn đề kinh tế xã hội nó phải dính chung với nhau. Đấy, không thể tách rời được. Đấy. Và cái nhận thức này nó chúng ta phải làm thường xuyên cho đồng bằng sông Cửu Long và cho Cần Thơ và cho tất cả toàn quốc. Qua cái hội thảo hôm nay thì chúng tôi cũng kỳ vọng cũng sẽ kết hợp được những cái cơ quan quản lý nhà nước đối với những chuyên gia và những cộng đồng doanh nghiệp của những ngành nghề khác nhau. Chúng ta tìm được một cái giải pháp về logistics xanh, một cái phần tất yếu cũng như một yếu tố rất là quan trọng trong công cuộc chuyển đổi xanh để hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tại hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn SEP Hàn Quốc và Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam Asia về cam kết hợp tác sâu rộng giữa hai bên về phát triển các dự án hướng đến Net Zero, hợp tác trong năng lượng mới, phát triển khu công nghiệp sinh thái, phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tài chính. Thưa quý vị, kể từ ngày 15 tháng 9 tới đây, nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao 2G. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình tắt sóng 2G vào năm 2026. Thông tin được đưa ra tại tọa đàm Tắt sóng 2G, người dân cần chuẩn bị gì do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào hôm qua. Để thực hiện chủ trương tắt sóng 2G từ ngày 15 tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các giải pháp như truyền thông tới từng thuê bao, hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho người dùng, đặc biệt là người dùng yếu thế như người già, người có thu nhập thấp, người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chúng tôi bổ sung ngay những cái trạm 4G và theo mục tiêu là chúng tôi sẽ trang bị khoảng 55.000 trạm 4G trên toàn quốc để rồi đảm bảo cái vùng phủ sóng nó cũng không kém so với là cái vùng khi có 2G. Còn về mặt chính sách thì Vinaphone cũng đã ban hành rất nhiều chính sách, đưa ra những gói cước ưu đãi về data, rồi những cái hỗ trợ về đầu cuối. Chúng tôi sẽ tắt dần 2G trước cái thời điểm 15 tháng 9 theo quy định của Bộ. Chúng tôi sẽ thực hiện cuốn chiếu. Ví dụ như chúng tôi đã thực hiện trong tháng 6 là thử nghiệm ở 14 huyện
và dự kiến trong tháng 7 chúng tôi sẽ thực hiện khoảng 70 huyện và đến tháng 8, tháng 9 chúng tôi sẽ thực hiện cái phần còn lại theo một cái lộ trình chúng tôi đặt ra. Thống kê, đến nay số thuê bao 2G còn hơn 11 triệu thuê bao, chiếm tỷ lệ khoảng 9% tổng số thuê bao di động trên toàn quốc. Để thúc đẩy quá trình tắt sóng, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng nghị định hướng dẫn luật viễn thông để triển khai việc hỗ trợ qua viễn thông công ích. Cái nghị quỹ viễn thông công ích thì khi ra đời thì không chỉ có phục vụ cho cái mục tiêu là dừng công nghệ mà còn là mục tiêu lớn hơn, đó là triển khai hỗ trợ các nhà mạng là triển khai các cái hạ tầng các cái công nghệ 4G trong tại các cái khu vực khó khăn ở vùng sâu vùng xa, cũng như là hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi sang cái smartphone điện thoại thông minh. Về lo ngại lộ trình chuyển đổi này có thể bị nghẽn khi khách hàng giao dịch vào ngày cuối, các nhà mạng cho biết sẽ không xảy ra tình trạng này do các nhà mạng sẽ triển khai tiếp cận từ nhiều kênh, người dân chỉ cần đổi điện thoại, thay SIM là có thể chuyển đổi. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai chương trình Thắp ngọn lửa tri ân năm 2024 tại các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong chuỗi hoạt động của chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, giao lưu và trao tặng 500 màn chống mũi cho các chiến sĩ bộ đội tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Tại huyện Nghi Lộc, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã dâng hương dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Đoàn công tác cũng đã tặng 7 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng 15 suất quà, một suất trị giá 1 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học. Tại huyện Anh Sơn, đoàn công tác do đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn, đã dâng hương dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào. Cũng tại huyện Anh Sơn, đoàn công tác đã trao tặng 2.000 lá cờ Việt Nam và cờ Lào cho ban quản lý nghĩa trang Việt Lào, tặng 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, 10 máy tính bảng, 20 chiếc xe đạp, 20 suất quà, một suất trị giá 1 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học. Đoàn công tác đã tặng 100 triệu đồng cho đồn biên phòng Phúc Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An để góp phần thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới thuộc xã Phúc Sơn, đồng thời tặng một bộ máy vi tính, một TV cho cán bộ chiến sĩ công an xã Phúc Sơn. Sau đây là phần điểm báo. Thưa quý vị, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng nay có bài giải cứu kẹt xe trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên ùn ứ giao thông. Ngoài lưu lượng xe tăng đột biến vào các ngày cuối tuần, lễ Tết, tình trạng ùn ứ trên tuyến cao tốc này còn xuất phát từ sự cố va chạm hư hỏng xe trên cầu Long Thành. Huyện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang đề xuất phương án nâng cấp, mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. VEC sẽ là chủ đầu tư, thực hiện triển khai phương án đầu tư theo luật đầu tư. Theo đó, đoạn tuyến cao tốc thuộc dự án có phạm vi xây dựng từ nút giao đường Vành Đai 2 đến nút giao cao tốc Biên Hòa với tổng chiều dài 21,92 km, quy mô đầu tư từ 4 làn xe lên 8 làn xe, thực hiện giải phóng mặt bằng 10 làn xe. Tổng mức đầu tư của phương án trên hơn 14.000 tỷ đồng. Nếu được thông qua, dự án sẽ ngay lập tức tiến hành các bước đầu tư để đến tháng 6 năm 2028 sẽ hoàn thành. Thời gian hoàn vốn dự án là 29 năm. Cùng với luật đất đai năm 2024, việc áp dụng Nghị định 71/2024 là hai trong số nhiều giải pháp giúp công tác cấp sổ hồng tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc trong thời gian tới. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Nguyễn Toàn Thắng cho biết, Sở đang tập trung triển khai luật này, trong đó thì tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố nội dung quan trọng là sửa đổi bổ sung quyết định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng khẩn trương nghiên cứu Nghị định 71/2024, quy định về giá đất để giải quyết hơn 100 hồ sơ thu tiền thuê đất hàng năm, từ đó tạo nguồn thu ngân sách. Nói về các vấn đề pháp lý, Chánh thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có rất nhiều dự án tồn động liên quan đến nguồn gốc đất đai dẫn đến khâu thẩm định giá bế tắc. Nghị định 71/2024 và luật đất đai năm 2024 sẽ góp phần tháo gỡ một số trường hợp. Tuy nhiên, vì nhiều hồ sơ dự án rất khó dùng nghị định và luật đất đai để giải quyết, nên ông đề nghị các phòng nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là phòng kinh tế đất, phòng quản lý đất, các cơ quan thẩm quyền tháo gỡ.
Chi tiết có trên báo Người Lao Động số ra sáng nay. Phần tin thế giới, thưa quý vị, cập nhật tình hình xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Hãng tin CNN vừa trích nhiều nguồn tin cho biết, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã nói thẳng với tổng thống Joe Biden rằng ông có khả năng thua rất cao trước ứng viên của đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Trump. Những phát biểu của ông Biden, 81 tuổi, trước khi được chẩn đoán mắc COVID-19 cũng vừa được công bố. Theo CNN, bà Pelosi đã nói chuyện qua điện thoại với ông Biden. Cựu chủ tịch Hạ viện nói rằng dựa trên các cuộc thăm dò, Tổng thống Mỹ có khả năng thua ông Trump rất cao và đánh mất cơ hội giành ghế đa số tại Hạ viện của đảng Dân Chủ. Ông Biden đã phản đối ý kiến của bà Pelosi và cho rằng một số cuộc thăm dò cho thấy ông vẫn có khả năng thắng. Cuộc trò chuyện này được cho là diễn ra hồi tuần trước. Chưa rõ liệu bà Pelosi có khuyên ông Biden rút lui hay không. Trong diễn biến khác, trước khi được chẩn đoán mắc COVID-19 hôm 17 tháng 7, ông Biden nói: "Tôi đã có một buổi tranh luận tồi tệ, tôi kiệt sức rồi vì đã đi vòng quanh thế giới. Lúc đó tôi chưa sẵn sàng và thể hiện rất tệ. Nhiều người hỏi tôi sẽ thế nào khi 81 hay 85 tuổi. Tôi đủ thông minh để biết, tuổi tác đi kèm với sự khôn ngoan, tôi biết sự khác biệt giữa tốt xấu, tôi biết mình phải làm gì." Ông Biden hiện đang tự cách ly tại nhà của mình ở Delaware. Ông sẽ làm các công việc liên quan tới tranh cử của mình từ xa. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn sẽ tiếp tục lịch trình tranh cử của mình. Tối qua, theo giờ Việt Nam, bà Ursula von der Leyen đã tái đắc cử vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Kết quả được công bố sau cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu gồm 720 thành viên. Tỷ lệ bỏ phiếu dành cho bà Ursula von der Leyen là 401 phiếu ủng hộ, 284 phiếu chống và 15 phiếu trắng. Quan chức này cần ít nhất 361 phiếu ủng hộ để tiếp tục dẫn dắt EC. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, bà von der Leyen đã đề cập và nhấn mạnh một chương trình với trọng tâm là an ninh và sự thịnh vượng khu vực. Chủ tịch EC nói rằng 5 năm tới sẽ là thời gian quyết định tương lai của châu Âu, rằng EU sẽ tự mình nắm lấy vận mệnh của mình hay bị dẫn dắt bởi các sự kiện hoặc các bên khác. Theo bà Ursula von der Leyen, châu Âu sẽ phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào quốc phòng và khẳng định sẽ thành lập một liên minh phòng thủ châu Âu thực thụ, tập trung vào phòng không và an ninh mạng. Bên cạnh đó, quan chức này cũng hứa sẽ đưa ra một loạt chính sách về khí hậu, trong đó có mục tiêu ràng buộc về mặt pháp lý của EU nhằm cắt giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040. Bà cũng cam kết các biện pháp mới để giúp các ngành công nghiệp châu Âu duy trì tính cạnh tranh và vẫn đầu tư vào việc hạn chế khí thải. Hôm ngày 18 tháng 7, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi châu Âu hợp tác chặt chẽ hơn để duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine, bên cạnh những vấn đề lớn khác như nhập cư trái phép, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Phát biểu được đưa ra tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu EBC diễn ra ở Woodstock, nước Anh. Tại sự kiện có sự góp mặt của đại diện 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh đã đề cập đến các nỗ lực thiết lập lại mối quan hệ với Liên minh châu Âu hậu Brexit. Ông Starmer cũng kêu gọi cộng đồng phương Tây tiếp tục ủng hộ Ukraine. Chúng tôi muốn làm việc với tất cả các bạn để thiết lập lại các mối quan hệ, tìm lại lợi ích chung của chúng ta và đổi mới mối quan hệ tin cậy và hữu nghị. Đây là nhiệm vụ cấp bách vì an ninh của chúng ta đã được đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ đầu tiên của Anh hôm nay là khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine vì mối đe dọa từ Nga đã lan rộng khắp châu Âu. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine đã ngăn chặn bước tiến của Nga và Kharkov. Điều này có thể thực hiện được nhờ vì các đối tác đã dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng vũ khí của phương Tây dọc biên giới của Ukraine. Điều này có dẫn đến leo thang không? Không, ngược lại, nó còn ngăn cản nỗ lực mở rộng xung đột của Nga. Tổng thống Zelensky còn lặp lại lời kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga, trong đó có các sân bay quân sự. Tối qua, hãng tin Reuters cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại một căn hộ chung cư ở thành phố Nice của Pháp. Vụ việc khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có đến 3 trẻ em. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa tại tầng 7 một tòa chung cư đông đúc của Nice lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương. Lực lượng cho biết ngọn lửa lan nhanh đến nỗi chỉ những người ở gần cửa sổ mới có thể thoát được. Trong số 7 người chết, có 3 trẻ em, một người đàn ông, một thiếu niên và 2 người phụ nữ. Đáng nói, các nạn nhân xấu số cùng thuộc một gia đình có 10 thành viên. 10 người này sống cùng nhau trong căn chung cư xảy ra hỏa hoạn rộng vỏn vẹn 80 m². Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là đến lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024 tại Pháp. Những ngày này, tình hình an ninh ở thủ đô Paris đang được siết chặt tối đa vì Kinh đô Ánh sáng dự kiến đón đến hơn 10 triệu lượt người đến tham dự Olympic năm nay. Lực lượng an ninh Pháp đã bắt đầu phong tỏa nhiều khu vực lớn ở trung tâm Paris từ ngày 18 tháng 7, trước thêm lễ khai mạc Olympic vào tuần tới trên sông Seine. Chương trình diễu hành khai mạc dự kiến kéo dài 6 km dọc hai bờ sông Seine, khiến nhiều quận trung tâm dọc con sông này phải cấm phương tiện giao thông từ 5 giờ sáng ngày 18 tháng 7 giờ địa phương. Tất cả những người muốn vào khu vực màu xám dọc hai bờ sông như người dân hay khách du lịch đã đặt phòng khách sạn phải có mã QR đặc biệt. Các sân vận động tạm thời đã được dựng lên ở khu vực tháp Eiffel, trong khi đó làn giao thông dành cho khách VIP Olympic cũng được thiết lập. Đây là lần đầu tiên một lễ khai mạc diễn ra ngay bên ngoài sân vận động chính, với khoảng 500.000 người sẽ xem trực tiếp từ nhiều hướng khác nhau. Khoảng hơn 50.000 cảnh sát và nhân viên an ninh được điều động để chuẩn bị cho lễ diễu hành hôm 26 tháng 7 tới. Hôm 17 tháng 7, cảnh sát ở miền đông nước Pháp cho biết vừa bắt giữ một người vì đưa ra lời đe dọa liên quan tới Olympic trong một nhóm chat trên Telegram. Olympic 2024 được tổ chức từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, sau đó là tới Paralympic từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Trở lại với các thông tin trong nước, thưa quý vị, việc triển khai báo cáo trực tuyến sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện công tác tổng hợp báo cáo, tối ưu quy trình, giảm thiểu thời gian, chi phí và nhân lực. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương tại hội nghị tập huấn sử dụng báo cáo trực tuyến đến các sở thông tin và truyền thông 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm các sở thông tin và truyền thông phải gửi về Bộ trung bình 52 loại báo cáo với tổng số lượng lên tới 132 báo cáo một năm, tương đương với 8.316 báo cáo một năm. Việc tồn tại quá nhiều loại báo cáo, nội dung chồng chéo gây lãng phí thời gian, công sức và nguồn lực của cả cơ quan báo cáo và tiếp nhận báo cáo. Hệ thống báo cáo trực tuyến được xây dựng giúp giảm tải số lượng báo cáo. Cụ thể, với các sở thông tin và truyền thông, từ 132 báo cáo một năm, nay giảm còn 12 báo cáo một năm, tương đương cắt giảm 7.560 lượt báo cáo một năm. Đối với các đơn vị thuộc Bộ, giảm từ 70 đến 89 báo cáo một năm xuống chỉ còn 12 báo cáo một năm, tương đương cắt giảm 2.257 lượt báo cáo một năm. Điều này giúp tinh gọn nguồn lực, tiết kiệm thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và các sở thông tin và truyền thông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết cách thức vận hành báo cáo trực tuyến, đồng thời trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc triển khai, ứng dụng báo cáo trực tuyến nhằm tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, phát triển khởi nghiệp và chương trình lễ hội Đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã khai mạc vào hôm qua tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra xuyên suốt từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 năm 2024. Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư với đại diện chính quyền tỉnh Quảng Nam, đồng thời bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, xây dựng con người Quảng Nam, nhất là bà con Quảng Nam xa quê đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung. Tiếp nối sự thành công của chương trình Những Ngày Văn hóa Đồng Hương Quảng Nam năm 2023, sự kiện đã thực sự trở thành cầu nối quảng bá, xúc tiến thương mại, văn hóa, ẩm thực, cũng như kết nối khởi nghiệp Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mở ra cơ hội xuất khẩu, thương mại sản phẩm. Các đơn vị tham gia chương trình cũng hỗ trợ, tư vấn, đào tạo phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Nhiều bộ ngành lo ngại việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ vi phạm cam kết quốc tế, dẫn tới nguy cơ bị xử phạt vi phạm hoặc trả đũa từ các nước mà Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang. Để ứng phó với việc vi phạm cam kết quốc tế như các bộ đã nêu, Bộ Tài chính trình Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ra soát và xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp Việt Nam bị khởi kiện vi phạm các cam kết quốc tế. Trước đó, Bộ Tài chính đã có 3 lần giảm lệ phí trước bạ với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, gồm năm 2020, 2021 và năm 2023. Mỗi lần giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước kéo dài 6 tháng.
Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ học sinh trung học phổ thông đậu tốt nghiệp đạt 99,68%. Tỷ lệ này cao hơn 0,02% so với năm 2023 và 0,16% so với năm 2022. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thấy, thành phố có tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình môn tiếng Anh cao nhất nước. Đây là năm thứ 8 Thành phố Hồ Chí Minh giữ vị trí dẫn đầu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh. Ngoài ra thì môn toán cũng có tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình xếp thứ 3 toàn quốc. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh có 162 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, trong đó có nhiều trường ở ngoại thành, điều kiện còn khó khăn. Các trường ngoài công lập trong những năm gần đây, chất lượng dạy và học cũng đạt nhiều kết quả cao. Thủ khoa toàn quốc của thành phố tiếp tục đến từ một trường ngoài công lập là trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thánh Tông, quận Tân Phú. Chúng ta tổ chức chỉ đạo giảng dạy và các em định hướng học tập cũng rất là ổn định ở từ nội thành cho tới các ngoại thành. Còn riêng các trường ngoài công lập thì cũng rất đặc biệt, nhiều trường ngoài công lập là đậu tỷ lệ 100%. Vì ở Lê Thánh Tông thì nhiều học sinh xuất sắc là ở cái trường này. Cái số em mà thủ khoa mà á khoa là hầu hết ở trường Lê Thánh Tông. Là giáo viên chủ nhiệm của em Nguyễn Hạo Thiên, trường Lê Thánh Tông, thủ khoa khối A01 toàn quốc, thầy Chiến nhận thấy ở em khả năng tự học rất tốt, nên bản thân thầy đã chủ động tìm kiếm thêm những nguồn tài liệu, không chỉ giúp em Thiên mà nhiều học sinh khác đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay. Các em thì là khả năng tốt nhưng mà mình phải có cái nguồn tài liệu để cho các em làm thêm. Đó thì khi mà các em làm được những cái vấn đề đó thì đi thi chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao. Tôi nghĩ thì kết quả hôm nay nó là một cái quá trình lâu dài. Trong quá trình phát triển, trường chúng tôi đặc biệt quan tâm đến kỷ cương, tức là học là phải thành công. Và chính cái yếu tố này, cái yếu tố phẩm chất này, nó giúp cho các em càng ngày càng tiến bộ. Kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 20 trên 63 tỉnh thành, thuộc 9 hạng so với năm ngoái. Lý giải kết quả này bởi số lượng học sinh Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn tổ hợp môn tự nhiên chiếm đến hơn 66%. Bên cạnh đó, các em cũng chỉ sử dụng từ 1 đến 2 môn trong tổ hợp để xét đại học. Chính vì vậy, các em không tập trung cho môn còn lại. Chưa kể, nhiều em cũng đã trúng tuyển đại học bằng nhiều hình thức khác nhau, nên với các em chỉ cần đạt điểm để tốt nghiệp là đủ. Tuy nhiên, kết quả này không phải là bức tranh tổng thể phản ánh giáo dục của thành phố, vì những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đẩy mạnh đổi mới giáo dục, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo thành phố sẽ kiên trì theo định hướng này nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng trong cuộc sống. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút thi công để hoàn thành toàn bộ 9 cầu bộ hành kết nối nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vào tháng 9 tới. Cầu bộ hành có hai đầu kết nối hai bên đường của xa lộ Hà Nội và hai đường song hành xa lộ Hà Nội với nhà ga. Mỗi cầu bộ hành có tổng chiều dài khoảng 78m, tùy vị trí, rộng 3,5m, có mái che. Theo chủ đầu tư, giai đoạn thiết kế cơ sở ban đầu, vị trí các vế thang và nhánh cầu kết nối chỉ mang tính ý tưởng, chưa xác định chi tiết. Điều này khiến quá trình triển khai thiết kế thi công thực tế tốn nhiều thời gian để cập nhật điều chỉnh và thống nhất vị trí, hướng tuyến cầu bộ hành. Các vị trí này phải đảm bảo kết nối nhà ga metro với các công trình dọc theo xa lộ Hà Nội. Đến nay, cơ bản tất cả các vị trí hạ tầng chồng lớn kết cấu cầu bộ hành đã được di dời và bàn giao phục vụ việc thi công khoan cọc nhồi, bệ cọc, trụ, xà mũ trụ cầu. Theo tạp chí quốc tế, Quảng Bình là một trong 13 điểm đến trong mơ, nơi mang đến những trải nghiệm hiếm có mà du khách không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Theo Travel and Leisure, là thiên đường của những hang động, Quảng Bình càng trở nên đặc biệt hơn khi sở hữu vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới. Qua những cung đường quanh co, những dòng sông huyền thoại, du khách sẽ tìm thấy những hang động khổng lồ, kỳ bí, ẩn mình giữa rừng rậm, giữa thiên nhiên nguyên sơ hùng vĩ. Nơi đây chắc chắn sẽ là điểm đến hoàn hảo dành cho những tín đồ thích khám phá, ưa cảm giác mạnh, trải nghiệm chèo thuyền kayak, thám hiểm hang động, đi bộ đường dài hay cắm trại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.